Tiến ơi, Tiến, Tiến mang cơm cho chú xem nào, rơi cơm lên xem nào, rơi bát cơm lên xem nào. Thế hàng ngày ở nhà ăn cơm thế này á? À? Với chan với cái gì? Nước rau à? Thế mà không ăn hết được bát này. Thế nếu đi về Hà Nội thì có ăn được như này không? Ăn được cái này á? Thế đi chuẩn bị quần áo đi. Lấy cái cám, túi cám một cò cho vào nhá. Nhét mấy bộ quần áo vào đấy nhá. Xong mai đi nhá. Nhớ chưa? Đâu hỏi cái gì ngồi đây xem nào. Từ Hà Nội đến Điện Biên mấy cây. Từ đâu? Hà Nội đến Điện Biên đấy. Ờ, từ Điện Biên đến Hà Nội đấy. Từ Điện Biên Hà Nội á? Ừ. Bao nhiêu cây á? Ừ. Đi bộ có đi được không? Không biết. Có biết đi bộ mấy ngày không? Không. Đi bộ 2 ngày đấy. Ừ. Chú mày đi bộ đấy. Ừ. Nha. Thế từ Điện Biên đến Hà Nội mấy cây? Từ Điện Biên đến Hà Nội á? Ừ. 500 cây. Ừ. Chết chứ còn. Chết làm sao được? Thế đến thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh còn xa hơn. 600 cây. Thành phố Hồ Chí Minh là 1.000 cây, 2.000 cây. Ừ. Nhưng mà đi bộ 2 ngày đấy nhá, mày phải chuẩn bị dép cẩn thận đấy nhá. Thế chưa? Chuẩn bị dép đấy nhá, dép nếu mà không ấy phải đi cẩn thận vào mang cả cơm đi đấy. Nhớ chưa? Mai mang cơm đi không đi bộ đấy. 2.000 mình cái. Mình đi xe máy từ đây cho Điện Biên, xong rồi từ Điện Biên đi không có xe gì đâu, phải đi bộ về Hà Nội đấy. Nhớ chưa? Nhớ đấy, mang cả mũ nón đi đấy, đi bộ 2 ngày mang cả nước đi. Nhớ nhá. Chuẩn bị sức khỏe tốt mới đi được bộ được đấy. Mình đi xe máy này ra Điện Biên nhá. Xong rồi từ Điện Biên mình đi bộ về Hà Nội. Ơ thật mà không có xe cộ gì đâu. Thế thì bằng từ đây xuống huyện. Từ đây xuống huyện á? Từ đây xuống huyện gần hơn chứ. Một ngày thôi. Ừ. Một ngày một đêm chứ. Ừ. Thế còn đi về Hà Nội là phải đi bộ. Đấy, thế mày chuẩn bị xong quần áo chưa? Rồi. Rồi. Mang đây xem nào. Đâu? Thùng rác rồi. Quần áo đâu? Thùng rác rồi. Bỏ đây xem nào, hạn ném đất xem nào. Bỏ xuống. Thùng rác rồi. Thùng rác rồi. Một túi đi à? Đấy là mấy cái quần áo, mấy cái áo phông. Áo này á? Ừ. Áo này. Ừ. Áo dài này. Ừ. Hai cái. Hai quần dài à? Gấp vào đi. Quần rách rồi. Rách á? Gấp vào đi. Rách rồi. Xem mày có biết gấp quần áo không? Rách hả? Tôi đang chuẩn bị đồ đạc quần áo để mai về Hà Nội. Ngày mai phải ra Điện Biên trước các bác, xong là mấy ngày nữa mới về Hà Nội. Gấp như thế à? Thế gấp thế nào? Cũng được, gấp như thế cũng được. Gấp đi. Gấp đi, chú đi chuẩn bị đồ đã. Đây, xong gấp gọn cho vào đây. Cho vào túi này. Vừa đấy. Mai đeo cái túi đấy. Quấn như này này, mới được nhiều. Đấy, cho như này. Thế cho mình làm như thế. Ừ. Hả? Để sẵn là cũng nhét vào. Rồi, mày thử đeo xem nào. Đeo xem nào. Đúng rồi, đeo sau lưng. Đường này chứ. Ừ, đường nào cũng được. Rồi, quay lưng lên xem nào, xem có vừa không? Đứng yên. Đấy, được đấy. Rồi, bỏ xuống đi. Còn cái áo áo dài kia thì mai mặc. Bỏ đấy. Đây, tối nay mẹ Tiến làm cơm lam cho Tiến để mai hai chú cháu đi đường ăn. Tiến có biết làm cơm lam không? Tối nay làm nhá. Có phải ngâm gạo luôn không em? Được mấy ống Tiến? 8 ống. 8 ống á? Này ống nứa nhỉ? Chỉ cần làm mấy ống thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ống nữa. Thằng Tiến vẫn làm cơm lam đi Tiến. Không biết làm. Không biết làm á? Hả? Không biết á? Vào làm đi, mẹ mày đang làm này. Làm cơm lam, mấy giờ thì chín là được ăn nhỉ? Tí chín này à? Tí chín, tối nay ăn thử một que nhỉ, Tiến nhỉ? Có ăn thử được không? Nóng không? Ăn nhá. Còn lại mình mang đi đường một ít nhỉ. Đây mẹ Tiến đang làm cơm lam cho mai chú cháu, thôi cầm đi đường ăn. Tiến mang một ít cơm lam về làm quà cho em Giang nhỉ? Được không? Hả? Ừ, cho Giang còi đấy. Đây cũng là thằng Giang này. Cái này cũng Giang còi. Ai cũng Giang còi.
Nhìn thằng Tiến ăn buồn cười thế, mày ăn kiểu gì Tiến? Hả? Ăn cái gì đây? Ngô nướng hay ngô luộc đấy? Luộc sáng. Ngon, hôm non thì mềm ngọt. Thôi rồi đi. Tối nay Tiến vẫn ngủ nhà nhá. Được chưa? Tí đi ngủ sớm, sáng mai sang gọi chú nhá chưa? Được chưa? Ừ. Còn cơm lam thì cứ để cho mẹ Tiến làm. Sáng mai đưa cho anh mượn cái đèn pin cái xem nào. Còn đây là mấy ống cơm lam các bác đang làm là để mai ăn. Một ống nưng. Hả? Yeah, ống nưng này. Ống nưng là gì à? Một ống này. Một à, ống nưng là một ống là gì nữa nhỉ? Đèn này. Mai ăn. Mi sửa pháp phần cho bạn. À. Sửa pháp phần đi ạ. Đây nè. Quê chéo không? Sửa pháp phần đi. Dùng áo dết à, áo mưa đi. Áo mưa có rồi mà. Có rồi. Đi nhá, chuẩn bị tinh thần là đi bộ đi nhá. Đi, đi bộ từ Điện Biên về Hà Nội ấy nhá. Dạ. Thôi anh em ở nhà nhá. Em đi đây. Cứ yên tâm đi nhá. Khác đi khác đến. Đi may mắn nhá. Đi may mắn nhá. Có lạnh không Tiến? Hả? Không lạnh. Không lạnh nhá. Trông nó xuống mua cái áo khác nhỉ. Áo này to quá. Nhớ là chuẩn bị tinh thần thì sức khỏe đi bộ đấy nhá. Các bác ạ, hôm nay đưa chú Tiến đi về Hà Nội mà mưa quá. Bây giờ chú cháu tôi lên đường ra Điện Biên đấy. Mất hết người rồi. Tiến biết không? Tiến biết à? Đang hỏi Tiến có biết không thì bảo không biết đâu. Mưa một tí hết tạnh cho kệ nó. Quần áo tôi ướt hết rồi. Cái gì ấy Tiến? Có hai ngôi nhà đang ở dưới á? Đâu? À, lán của người ta đây, lán ruộng đây. Nãy Tiến có bị ướt không? Không. Không bị ướt à? Khô không? Chân khô à? Tôi thì vừa nãy mưa ướt hết rồi các bác ạ. Nhưng mà tí nữa khô đây. Quần cháu cũng ướt một ít rồi. Quần ướt một ít à? Không sao đâu. Thôi bây giờ chú cháu tôi lại tiếp tục chuẩn bị lên đường các bác nhá. Là một ngày dài đấy. Tiến ngồi sau chú ý là không được ngủ gật nhớ chưa. Tí nữa chú lấy một quả chanh, xong là cầm một túi, khi nào mà buồn ngủ thì lấy chanh ra liếm. Nhớ chưa? Liếm. Để còn mình còn lấy sức đi ra ngoài Điện Biên về Hà Nội. Đi bộ. Rồi. Thế còn cái đợt này tôi sẽ cố gắng ghi một vài cái hình ảnh hay hay về xem là một anh chàng miền núi đi về thủ đô như nào. Tôi cũng rất là tò mò đấy, bởi vì là ngày xưa mình còn bé cũng giống như Tiến ấy, ra thành phố cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng ngó nghiêng nghiêng. Thì cái đợt video này tôi tạm đặt là gì nhỉ? Rừng ngố. Ngố rừng đi. Đặt video. Đặt video là ngố rừng nhá. Thằng Tiến có phải ngố không? Ngố. Ngố đúng không? Ngố. Thôi chuẩn bị đi tiếp đi. Nãy mưa ướt quá, để tôi gấp áo mưa vào, xong là chú cháu tôi lại lên đường. Dép thì Tiến không đeo giày đâu, nó không thích đeo giày. Hả? Nước sông Đàm bây giờ trong này. Nước sông Đàm sao? Trong này. Trong á? Làm gì đã trong, phải như năm ngoái chú đi với bố mày với lại mấy chú đi lên trên kia đầu nguồn ấy, nó mới trong. Cái đầu nguồn trong. Thôi đi tiếp nhá.